nhăn lắm các bạn nhỉ, mặt em hơi bị nhăn luôn. À, hôm nay lên quả đầu có được không á? Hôm nay phải đổi kiểu cách một tí đi để cho nó sang tháng xem nó có may mắn không, chứ tháng này thì nó đói kém quá. À, các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn Anh vẫn giới thiệu đến cho tất cả mọi người và quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em những cái chiếc xe mà đã qua sử dụng tại cửa hàng bên em. Nói chung là hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em tất tần tật những cái mẫu xe 5 chỗ ngồi đang có mặt tại cửa hàng bên em với cái tầm giá từ vài chục cho đến vài trăm triệu đồng. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con, cô bác chị em nào quan tâm về những dòng xe bên em thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Bãi xe nhà em rất rộng, rất nhiều xe, hơn 100 đầu xe. Nói chung là cũng không nhất miền Bắc, cũng không nhì miền Bắc thì cũng phải đứng thứ hai, thứ ba miền Bắc. Nói chung là bãi xe nhà em thì rất nhiều chứ không phải là đẹp như những cái cửa hàng salon vừa vừa. Nhưng mà bãi xe nhà em thì lại chỉ toàn những cái dòng xe mà ở cái tầm tiền loanh quanh hơn 100 triệu là nhiều, đến 2 300 triệu là nhiều. Đấy. Vậy thì bà con, các bác chị em nào có nhu cầu thì hãy nhớ nhấc máy và alo cho em nhé. Bây giờ em đi báo giá cho tất cả mọi người và quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em về những chiếc xe. Đó, có rất nhiều những cái dòng xe mà đang có mặt tại đây. Đó, rất là nhiều chứ không phải là ít nữa. Có cả dòng bán tải, bán tiếc cái này. Đấy. Hơn 300 là có một con bán tải PT50 biển 15-14C này. À, 074 11, đây là một chiếc bán tải BT50 dành cho các bạn nào mà thích cái dòng xe này. Với giá thì nó chỉ cần tầm hơn 300 triệu thôi. Hơn 300 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc bán tải BT50, số tự động, máy dầu 2.5. Con này thì hai cầu các bạn nhé, hai cầu điện. Đấy, hai cầu điện. Và con này thì hơn 300 triệu một tí, con này đời 2013 nhá. Đó, con nhé, 2013. À, rất là đẹp cho mọi người. Rất ok. Ô, tiếp tục ở đây em đang có một chiếc xe Daewoo Lacetti, con này thì biển 30A08706. Con này thì cũng vừa mới gặp bến cửa hàng bên em xong. Con này bán giá chắc tầm loanh quanh đâu đó 200 triệu thôi. Đời 2010, màu đen, bản nhập khẩu, máy 1.6, số sàn. Con này thì cũng vừa mới gặp bến cửa hàng bên em, đang trong quá trình dọn dẹp một tí là lên sóng chi tiết cho mọi người. Bà con, các bác chị em nào thích dòng bán tả rốc rằng CDX nhập này thì đây là một chiếc xe khá là hợp lý cho bà con, đúng không ạ? À, hơn 200 triệu, loanh quanh 200 thôi, có khi nó chỉ tầm 200 thôi, cũng không nhiều đâu. Đó, bạn nhớ này. Đó, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn 1.6 bà con này. Màn hình Android, nội thất thì tương đối là đẹp và rất là chất lượng. Vios thì nhà em nhiều, Vios nhà em còn đến 18 19 chiếc xe Vios nữa cơ. Và đây là một chiếc Vios 216 các bạn nhé. 216E số sàn. Con này máy cũ, con này đang bán là 340. Con này thì xe gia đình sử dụng, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Biển Hải Phòng 15A23976. Đăng kiểm tháng 3 năm 2024. Bản e xịn và xe đình sử dụng không khoan đục nhé. Bullitt X-Trailer là một chiếc xe tiếp theo mà Tuấn Anh muốn giới thiệu. Đây là một chiếc X-Trailer. Con này thì nói chung là nó là Bullitt X-Trailer. Cái tên thì nó rất là khó nhưng nó thùng. Và mình nghĩ nó là, mình cứ gọi tắt nó là một chiếc xe nhập khẩu của Đài Loan đi, hay là gọi là xe Trung Quốc đi, chứ cái tên của nó thì anh em hơi khó nghe. Con này thì sản xuất năm 2009 nhá. Số tự động, máy của nó là 1.8, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan, với giá bán còn 120 mấy triệu thôi, 129 triệu bà con nhá. Sedan 2 đầu 2009, một chủ từ đầu 120 mấy triệu thôi. Cái dàn bên đây thì nó là cái dàn 7 chỗ. Và em hôm nay em không lên sóng cho anh em dàn 7 chỗ nữa, và em chỉ lên sóng cho anh em dàn 5 chỗ. Và có những chiếc xe nào ở đây thì em quay thôi. Ví dụ đây là một chiếc xe Moling, con này thì sản xuất năm 2008, bản SDX, số tự động 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này thì biển Hải Phòng 15A34486. Vâng các bạn ạ, đây là một chiếc xe cũng khá là hợp lý cho anh em và quý bà con. Con này hiện tại bên em đang chào bán là 185 triệu, 185 triệu một chiếc Moling SNX 2008, trang bị hộp số tự động bản SNX, máy 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hải Phòng, màu lông chuột. Vâng, 199 triệu. Đây cũng có một chiếc xe Lacetti SE, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hà Nội 29A92362. Con này thì nó là bản nhập khẩu, máy 1.6, giống con đen, nhưng con này là màu bạc và đời 2009. Và giá bán của nó thì chỉ có 199 triệu thôi. Xe thì khẳng định với các bạn là zin cả xe, xe của chính chủ luôn và không lỗi. Đấy, số sàn nhé các bạn nhé. Anh em nào mà đang kiếm một mẫu xe mà tầm tiền phân khúc hơn 200, loanh quanh 200 triệu trên dưới tí. Ví dụ như con này thì 2009 thì nó dưới 200, trên 2010 nữa, nó trên 200 triệu, mà nó là một chiếc xe nhập khẩu có cả đầy đủ túi khí ABS và không taxi dịch vụ, mà sedan hai đầu, đẹp để thay thế những cái dòng Vios, thì đây là một chiếc xe khá hợp lý. Dòng này chạy thì cực kỳ đầm, chất và chắc các bạn nhé, chạy cực đầm, chất và chắc. Form dáng của nó thì khá là đẹp cho mọi người, form dáng khá đẹp, biển Hà Nội. 295 triệu anh em cũng có thể sở hữu được trước này. Với cái tầm tiền mà đâu đó chưa đến 200 triệu, con này thì đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024.
Vâng, một chiếc Vios E 2014 số sàn, một chiếc xe màu đen xịn T tư nhân chính chủ biển Hải Dương 34A26445. Con này thì đang kiểm dài, màn hình Android và xe đẹp không lỗi, máy zin, keo chỉ zin. Vâng, con này hiện tại bên em đang bán là có 295 triệu thôi. 295 triệu là bà con, các bác chị em đã sở hữu được chiếc Vios E màu đen nguyên bản biển 34 tên tư nhân, màn hình am lùi đầy đủ hết và xe của nó máy số zin. Con này chạy cực chất, gầm bệ thì miễn bản, con này gầm bệ chạy chắc cực kỳ luôn. Đấy. Tiếp tục cũng là Vios nhưng con này thì đời sâu, con này đời 2005 cơ. 2005 thì biển 34A15777. Con này hiện tại là bên em đang bán 120 triệu đồng. 120 triệu đồng là một chiếc Vios E 2005 bản limo, lưng phu kịch đồ. Con này thì màu đen và biển Linh Bình. 120 triệu thôi. Con này thì lên full đồ từ la răng đúc, màn hình gương kính chỉnh điện đầy đủ hết rồi. Mua về chạy thì khá ok với tầm tiền 120. Gencha nhập khẩu các bạn nhé, 99A53803. Một chiếc Gencha 2010. Con này thì biển Bắc Linh, 99A53803. Sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.2, trang bị cả hệ thống túi khí, cả hệ thống ABS, gương kính chỉnh điện, màn hình cam nùi và xe của nó xe gia đình sử dụng với giá bán 169 triệu đồng. Hay là một chiếc Spark ạ. Spark này thì đi biển 30A03426, sản xuất năm 2009, số sàn máy 0.8, đăng kiểm mới. Con này thì màu xanh, màu xanh nhá. Con này thì màu xanh và giá của nó đã bán là 68 triệu thôi anh em. Nó có chiếc xe 5 chỗ ngồi nhé, 5 chỗ ngồi đời 2009, dòng này vẫn đang kiểm 1.5. Vios E CVT số tự động đời 2018. Con này thì nó zin cả xe, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, 15A39583, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023. Và nội thất của nó đẹp, máy số thì các bạn, máy số thì chưa động một con ốc nào, máy số zin keo chỉ zin đét 100%. Xe đẹp không lỗi các bà con nhé, với giá 415 triệu đồng. Hay là một chiếc Vios Z 1.3, anh em là thích tiết kiệm. Con này thì số sàn, con kia thì số này số tự động này, E CVT số tự động, con này thì E số sàn. Con này thì biển 60 của tỉnh Đồng Nai. Và với cái tầm tiền mà nếu như quý khách hàng nào muốn mua một cái tầm tiền mà nó hơn 200 triệu muốn mua một chiếc xe form mới, máy 1.3 mua về chạy dịch vụ thì đây là một chiếc xe hợp lý với giá bán là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe Vios Z 2015 số sàn máy 1.3. i10 các bạn này, i10 con này là 2014 với giá 199 triệu đồng. Sản xuất năm 2014 bản bay, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, máy 1.0, màu bạc xịn, biển Hà Nội với giá 199 triệu đồng số sàn. Nếu các bạn nên mua về chạy dịch vụ thì khá là ok, rất tiết kiệm nhiên liệu với cái dòng i10 này. Hay là Hyundai Avante ạ, 15A370792. Con này thì hiện tại là đời 21 số tự động bản AT 1.6 với giá bán là 309 triệu đồng đời 2011 bà con nhé. Đây là một mẫu xe phân khúc hạng B khá là đẹp cho mọi người, có động cơ 1.6 số tự động và với giá bán là 309 triệu đồng. Hay là một chiếc Vios E 2018 biển Quảng Ninh, con này thì máy 1.5, vâng, máy 1.5 bản E đủ. Con này thì hiện tại là bên em đang bán là 379 triệu đồng đời 2014 biển Quảng 2018 biển Quảng Linh 14A30207 với giá 379 triệu đồng. Hyundai Avante con này là biển Nam Định, con này bán 309, con này đời 2011 số tự động và máy 1.6 biển 18 của tỉnh Nam Định, màu đen các bạn nhé, 309 triệu đồng là bà con đã sở hữu chiếc xe Hyundai Avante. Đấy, Avante nhà em còn 4 năm trước nhà nữa. Vios E 2017, con này thì tư nhân chính chủ, một chủ thì mới sử dụng bản E xịn đời 2017, máy 1.5, một chủ thì mới biển 15A30971, đăng kiểm tháng 1 năm 2024 với giá bán 369 triệu đồng. 369 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc Vios E 2017 các bà con nhé. Hay là một chiếc Vios E 2015, con này là bản E số sàn, con này thì biển 15A19487, sản xuất năm 2015 bản E với giá bán là 315 triệu đồng, đăng kiểm tháng 4 năm 2024, xe đẹp không lỗi. Vâng, Fortuner thì nhà em đang có một chiếc xe Fortuner đời 2011, chiếc xe đang đeo biển 15A05574. Đây là một chiếc xe mà khá là zin, chính chủ sử dụng từ đầu, máy zin, keo chỉ zin nhé, máy còn zin từ mặt ràn gò và xe chạy rất chất lượng, nội thất thì đẹp căng. Đây nội thất anh em có thể nhìn qua, nội thất con này từ hệ thống tablo tabli của nó còn đẹp căng đét như thế này anh em ơi. Kiếm được một con Fortuner 2011 mà nội thất còn đẹp như này với giá chỉ có 385 triệu đồng thôi.
Đấy, 385 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này. Chạy chuẩn hơn 8 vạn lên màn hình Android xịn sò, cam lùi, cam hành trình, trần nỉ, lốp mới, đèn pha rất là mới. Đèn pha của nó nguyên bản mà các bạn thấy là chưa có độ mờ. Đấy, chứng tỏ xe chạy rất là ít. Con này thì 385 triệu đồng là bà con đã sở hữu được trước Fortuner 2011 số tự động, máy xăng 2 cầu 2.7. Đấy, một chiếc xe khá ok. 7 chỗ ngồi, 7-8 chỗ ngồi. Như con này thì nó chỉ có 5 chỗ ngồi thôi, nhưng giá của nó cũng hơn 400. Đó là một chiếc xe Hyundai Tucson 2010 thôi, 5 chỗ ngồi thôi, máy xăng có 2.0 thôi. Con này thì 2 cầu ấy, 2 cầu điện. Còn Fortuner thì 2 cầu cơ. Con này thì biển Hải Phòng, tư nhân chính chủ, đời 2010, đăng ký 2011, máy xăng. Và giá bán của nó là 415 triệu. Con này thì cũng là hộp số tự động. Vâng, hộp số tự động. Và ghế lái của nó vẫn chỉnh điện như những dòng Fortuner. Và con này thì màn hình Android, nói chung là nội thất của nó nguyên bản. Anh em thích dòng SUV 5 chỗ gầm cao hay là thích 7 chỗ gầm cao thì cứ alo cho em. Nhà em cũng có với cái tầm tiền loanh quanh trên dưới 400 triệu đồng. Fortuner nhà em còn 2 con, một con màu bạc, một con màu đen. Tucson thì nhà em còn 2 con, một con màu trắng và một con màu ghi. Đó bà con nhé. Tiếp tục thì về khu vực đằng trước này thì em sẽ báo giá cho anh em về những cái dòng xe có mặt tại đây cho bà con có thể tiện theo dõi. Vâng, Moling ạ, Moling 2016. Con này thì số sàn bản SI, máy 1.25, tư nhân chính chủ, biển Ninh Bình. Xe đẹp, không lỗi, không tương tự, không tai nạn, không taxi, không dịch vụ. Con này bán 260 triệu đồng, 260 triệu đồng bà con nhé, 260 triệu đồng. Rồi, tiếp tục ở đây đang có thêm cho anh em một chiếc xe Cruise. Đây là một chiếc xe Chevrolet Cruise 2013. Con này thì số sàn, máy 1.6, biển 88A47059. Con này thì hiện tại là đăng kiểm tháng 12 năm 2023. Và giá bán của nó là 245 triệu đồng, số sàn 1.6. Daewoo Gencha nhập, biển 29A13588. Con này thì 2010, đăng ký 2011, bản nhập khẩu, máy 1.2. Con này hiện tại là bên em đang chào bán là 175 triệu đồng, bản nhập khẩu các bạn nhé. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Hyundai Accent ạ. Con này thì sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.4, hàng nhập khẩu, biển Hà Nội. Này hiện tại bên em đang bán là 309 triệu đồng, đời 2014, số sàn 1.4. Rất ok. Honda Accord cũng được không? Honda Accord thì con này thì là phân khúc khá là ok rồi. Con này thì sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan, bản 2.0, hộp số tự động và lên full đồ. Riêng cái tiền đồ chơi, đèn bi của chiếc xe này thì nó độ vẫn khá là nhiều. Đây là một mẫu xe mà tương đối là hợp lý cho anh em. Với giá tiền hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán giá là chỉ có 355 triệu đồng thôi. Và con này thì giá là cũng bán luôn nhá, giá là cũng bán luôn cho anh em. Tiếp tục là một mẫu xe Daewoo Lacity SE, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất năm 2010, biển 28A02492, đăng kiểm tháng 8 năm 2023, máy 1.6, nhập khẩu với giá bán là 212 triệu đồng. Ford Fiesta là chiếc xe tiếp theo mà Tuấn Anh muốn giới thiệu, đời 2011. Con này thì số tự động, máy 1.6, biển Hải Phòng, màu đen, 15A03558, đăng kiểm tháng 1 năm 2024, giá bán 258 triệu đồng một chiếc xe Ford Fiesta, số tự động 1.6. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Avante, biển Quảng Ninh, 14A42309, sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động, máy 2.0, máy của nó là 1.6, với giá bán là 312 triệu đồng, 312 triệu đồng một chiếc Hyundai Avante 2011, số tự động các bạn nhé. Nissan Sunny là một mẫu xe mà đời cao, giá rẻ, sản xuất năm 2013, biển Hải Phòng. Con này thì hiện tại là máy 1.5 và nó là một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, với giá bán chỉ có 215 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu được chiếc Nissan Sunny 2013. Tiếp tục là một mẫu Hyundai Avante, con này thì nó là màu trắng, bản 1.6 ạ. Con này là bản 1.6, đời 2012, biển Hải Phòng, 15A04049870. Con này hiện tại là đời 2012 và đã bán là 322 triệu đồng, 322 triệu đồng một chiếc Hyundai Avante 2012, số tự động, máy 1.6 bà con nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Rio. Đây là một mẫu Kia Rio 2015, phiên bản số tự động, máy 1.4, biển Hải Phòng, tên tư nhân. Một chiếc xe mà rất là ok cho anh em, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc với giá bán là 379 triệu đồng. Chevrolet Cruze 2011, hộp số tự động, máy 1.8, bản LTZ, con này thì biển 20, của tỉnh Thái Nguyên, 20A01254, và giá của nó là 258 triệu đồng. Cruze 2011, số tự động, 258 triệu đồng.
hay một chiếc xe Vios E 2014 phiên bản số sàn máy 1.5 bản E-Sin, và nó là một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoa đục, không taxi, không dịch vụ, với giá bán là 325 triệu đồng. Ở đây em mới về cho các bác một chiếc xe Honda Civic ạ. Với chiếc Honda Civic bản Ivatech 2.0, bản đủ số tự động, máy 2.0, biển Hải Phòng, tên tư nhân, đời 2007, và giá của nó chỉ có nhô 200 triệu đồng tí thôi, 245 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc Honda Ivatech 2007 số tự động, máy xăng 2.0 của chiếc Honda Civic các bạn nhé. Biển Hải Phòng, cái này có video rồi nhé các bạn nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Vios 2010 bản Nimo lưng full kịch đồ. Con này thì biển 15A26921, sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, bản 1.5 limo, lưng full kịch đồ, với giá bán 189 triệu đồng. Hay là một chiếc xe Daewoo Lancetti. Đây là một mẫu Lancetti nhập khẩu bản SE đời 2010, biển 37A57741, với giá bán cũng chỉ có 210 mấy triệu thôi các bạn nhé. Hyundai Grand i10, với chiếc xe biển 88A10074, Hyundai Grand i10 là một mẫu xe khá hợp lý cho anh em. Đời 2015, phiên bản số sàn, máy 1.2, hàng nhập khẩu bản sedan. Đấy, với giá bán 242 triệu đồng. Vios G2014 bản G-Sin, biển 15A14797. Một chiếc Toyota Vios bản G2014 số tự động 1.5 bản full. À, con này hiện tại là bên em đang chọn bán với giá là chỉ có 395 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc Vios E 2014 bản E số sàn, tên tư nhân, biển Bắc Giang. Con này thì nó cũng qua dịch vụ rồi, biển Bắc Giang, với giá bán là chỉ có 305 triệu đồng thôi. Vâng, tiếp tục thì bên trong này chúng ta còn rất nhiều xe. Vập ngay đây là một chiếc xe Vios G2019 bản G xịn số tự động 1.5, tên tư nhân, một chủ từ mới sử dụng. Và con này tại bên em đang bán là 500 triệu đồng. Con này là bản G số tự động nhé, với tầm tiền 500 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc Vios G2019 rồi. Ở đây em đang có một chiếc Hyundai Accent ạ. Con này thì sản xuất năm 2014 đến 15. Đây, chúng ta xem cái giá của nó đây. 2010 và 15, với giá bán là 322 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Accent số sàn, máy 1.4, biển Hà Nội, 30A84164. Một chiếc Hyundai Accent khá đẹp cho mọi người. Ở video này thì em báo giá nhanh và báo giá qua thôi. Bà con đọc biển số và nhớ xe thì xem thì có thể là chụp ảnh màn hình gửi Zalo cho em gửi cho bạn video clip đăng ký đăng kiểm 35A00061. Một chiếc xe Hyundai i10 2015, với giá bán là 242 triệu, đời 2015, số sàn 1.2, đấy, nhập khẩu các bạn nhé. Tiếp tục là một mẫu Hyundai Venna 2010. Hyundai Venna 2010 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.4. Chiếc xe đang đeo biển 30A49100. Đấy, cái này hiện tại bên em đang bán là 182 triệu đồng. 182 triệu đồng Hyundai Venna nhập khẩu số sàn 1.4. Hyundai Venna nhập khẩu số sàn 2008, con này 150 triệu đồng. Đấy, vẫn là máy 1.4, hàng nhập khẩu các con nhé. Honda Civic ạ. Honda Civic 2008 bản full số tự động 2.0, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, 29A22631. Hiện tại thì bản full này thì là 2.0 và có cửa sổ trời, có tích hợp gẩy số trên vô lăng, hộp số tự động, điều hòa tự động, và xe của nó thì khá là ok, với giá bán là 275 triệu đồng Honda Civic các bạn nhé. Sunny, đây là một chiếc xe Sunny 2013, có lẽ thì biển 38A06034, đăng kiểm tháng 3 năm 2024, màn hình cam lùi đầy đủ, và giá bán của nó thì 206 triệu đồng. Sunny đời cao. Vâng, Vios 2011 phiên bản số sàn, bản E, máy 1.5, tên tư nhân, biển Quảng Ninh, 14A49095, với giá bán là 245 triệu đồng, bản E xe gia đình sử dụng. Hyundai Accent 2018 phiên bản số sàn, máy 1.4, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng, biển Vĩnh Phúc, màu vàng cát, form mới, với giá bán chỉ loanh quanh 400 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Accent số sàn 2018, đăng kiểm dài tháng 12 năm 2023. Đấy. Kia K3 2000 bao nhiêu ạ? Kia K3 2015
phiên bản số sàn, máy của nó 2.0, trang bị hộp số tự động, bản full cửa sổ trời, ghế điện, cabin thì các bạn biết rồi, một chiếc mẫu xe mà rất là chất lượng, đầm chắc và chất lượng cực kỳ. Hệ thống ghế điện, nhớ ghế rồi là vô lăng tích hợp gảy số trên vô lăng, với giá bán chỉ có đâu đó hơn 400 triệu đồng, 445 triệu đồng thôi, là một chiếc cabin 2015 số sàn, một chiếc xe số tự động 2.0, máy xăng. Mẹt GLK, đây là một mẫu xe 5 chỗ ngồi Ford SUV, một chiếc xe mà có rất chờ nhiều người đang có nhu cầu cần mua và rất là sang trọng và đẳng cấp, mà giá của nó thì chưa đến 400 triệu đồng, 395 triệu đồng một chiếc Mẹt GLK 2009 3.0 số tự động, một chiếc xe đang đeo biển Bắc Linh. Vios E CVT 2017 phiên bản số sàn, máy phiên bản số tự động, bản E CVT biển Hà Nội 30A77179, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024, màu đen, với giá bán 405 triệu đồng. Ford Laser 2000 bao nhiêu ạ? Ford Laser 2002 phiên bản số sàn, máy 1.6. Con này thì tư nhân chính chủ biển Hà Nội, một chủ thì mới, và giá bán của nó là 145 triệu đồng. Lacetti CDX 2008 số tự động nhập khẩu 1.6 biển Bắc Giang màu xanh, với giá bán là 205 triệu đồng. Hyundai Avante 2014 số sàn, cho các bác nào mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ với cái thích số sàn đời cao 2014, với giá bán chỉ có 275 triệu đồng thôi, biển Hải Phòng. Hyundai Sonata 2004 đăng ký lăn bánh lần đầu 2008, chiếc xe đang đeo biển Hà Nội 29A83756, với cái tầm tiền hơn 100 triệu mà quý hàng muốn sở hữu một chiếc xe số tự động thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và rất chất lượng. Máy của nó là 2.0 đời 2004, nhập khẩu của Hàn Quốc, với giá bán chỉ có 165 triệu thôi. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ ra ngoài và kiểm tra về những cái dòng xe hatchback ấy, hay còn gọi là mẫu xe mà nhỏ gọn xinh xinh, tiết kiệm nhiên liệu như Morning E10 ấy. Thì anh em rất nhiều, kể cả chim anh em rất nhiều nhá. Chim đang hot này. Chào Mào nhà em toàn đi thi thôi, đi thi các tỉnh thôi. Đấy. Vâng, Morning màu vàng, con này thì sản xuất năm 2016, biển Hải Phòng, tên tư nhân 15A93594. Đời 2016, máy 1.25, máy zin keo chỉ zin, màn hình Android đầy đủ, chính chủ biển Hải Phòng, ký nháy đồng hoang, với giá bán 196 triệu đồng, màu vàng các bạn con nhé. Tiếp tục thì ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Hyundai Grand i10. Con này là i10 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu 2012, bản đủ số sàn 1.1, và giá bán của nó hiện tại là tôi đang chào bán là 150 triệu đồng. Với chiếc xe Lacetti này thì em để cho anh ở Hải Phòng rồi và đang chờ rút hồ sơ. Đấy, xe thì đã dọn dẹp theo mong muốn của anh rồi, rất đẹp. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc Spark ạ. Với chiếc Spark này thì đang bán là 73 triệu bà con nhé, 73 triệu thôi. Đời 2010, phiên bản số sàn, máy 0.8 mà biển Nam Định. Đấy, 73 triệu. Hay là Hyundai Getz ạ. Hyundai Getz thì 2009 142 triệu. 2009 bản đủ nhập khẩu 142 triệu biển Bắc Giang. Số sàn 1.1. Tiếp tục là một chiếc i10. Con này i10 này thì ở đây anh em nào xem xong rồi vẫn để như này đây. Tiếp tục là một chiếc i10 biển vàng. Cái này thì tên tư nhân, biển Hải Phòng và đăng kiểm dài. Cái này thì 15A16772, với giá bán chỉ có loanh quanh đâu đó 199 triệu đồng thôi, đăng kiểm tháng 5 năm 2024, 199 triệu đồng là quý hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc i10 2014 nhập khẩu, máy 1.0 bản pay. Nhưng con này lên full như bản đủ rồi, nhìn form của nó rất là đẹp và tất cả đồ chơi rất là đẹp, 199 triệu. 28A03335, Morning 2015 số sàn, với cái giá tiền chỉ có 195 triệu thôi, đời 2015 bản đổi pay 1.25, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Linh Bình nhé bà con nhé. Đấy, với giá 195 triệu. Morning 211 125 triệu. Morning 211 125 triệu biển 37A0264. Đời 2011. 125 triệu, đăng kiểm tháng 7 năm 2023. Rất đẹp. i10 2015 số sàn, máy 1.0 nhập khẩu mới trước của Hàn Quốc, biển ở Ấn Độ. Con này biển 34A13232, với giá bán 199 triệu thôi. Đời 2015 nhé, tên tư nhân bản thiếu, con này bản thiếu 1.0. Nói chung là mua về chạy dịch vụ thì ok. i10 2014 bản đủ gia đình, tư nhân chính chủ, biển Thanh Hóa luôn. Đây, nhập khẩu bản đủ số sàn nhé, với giá bán là 239 triệu đồng. i10 2017, con này thì
bản thiếu, một chiếc xe gia đình sử dụng, rút hồ sơ rồi, 245 triệu là 2017, nhập khẩu máy 1.0 đấy, màu trắng. Modeling 2017, máy 1.25, 245 triệu đồng đấy, số sàn các bạn nhé. I10 214 số sàn 1.0 186 triệu đồng bản Pay. I10 2014 số sàn nhập khẩu Ấn Độ máy 1.0 với giá 205 triệu đồng máy 1.0. I10 216 bản Pay xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ, một chủ từ mới với giá bán là 223 triệu đời 2016 bản Pay. Modeling bản đủ SI 2016 với giá bán là 260 triệu đồng. I10 2019 bản Pay xe gia đình sử dụng đời 2019 296 triệu đồng vừa đánh vào. Modeling 2017 với giá bán 2018 với giá bán 255 triệu đồng. Biển 79 của Khánh Hòa các bạn nhé. Modeling 2015 một mẫu xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ biển Hà Nội với giá bán là 206 triệu đồng. Modeling Gate, Hyundai Gate biển Hà Nội 32F12066 172 triệu bản đủ số sàn 1.1. Một mẫu xe gia đình sử dụng luôn các bạn nhé. Modeling 2004 đăng ký 208 138 triệu đồng số động nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, một chủ từ mới, 4 lốp mới các bạn nhé. Màn hình Android xịn sò. Nói chung là cái tầm tiền mà hơn 100 triệu Modeling I10 thì anh em còn đầy. Đấy, vậy thì quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em nào quan tâm về những cái dòng xe bên em thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.